Bất cứ khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc gây áp lực lên Đài Loan, họ luôn cao giọng gào lên giai điệu phản đối Đài Loan độc lập. Nhưng chương trình trong năm chân tướng của Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung đã có bài xã luận tiết lộ một điều bất ngờ, rằng nhiều người không biết rằng chính Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng đầu tiên chủ trương Đài Loan độc lập. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh San Tuyết bản liền, có hương vị đậm đà khí chất vùng núi cao, chát nhẹ và ngọt hậu. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Nguồn gốc lý luận Đài Loan độc lập của Đảng Cộng sản Trung Quốc Trước hết chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đó lại cổ suý Đài Loan độc lập? Tìm hiểu sâu hơn, nguồn gốc của lý luận này xuất phát từ Lenin. Ngay từ trước cuộc đảo chính tháng 10 năm 1917, Lenin đã có quan niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa và quyền dân tộc tự quyết sau này càng đề xuất minh sắc hơn, rằng muốn làm lung lay nền tảng của chủ nghĩa đế quốc thì phải nảy sinh cách mạng thuộc địa, phải thúc đẩy độc lập của người dân thuộc địa. Đồng thời, mục đích của Lenin khi đề xuất lý luận này là hy vọng tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đều sẽ vươn mình đứng lên, tiến hành cách mạng bạo lực mưu cầu độc lập, khiến cho chủ nghĩa đế quốc bị tiêu diệt. Bằng cách này, áp lực lên nước Nga Xô Viết sẽ giảm bớt áp lực Lenin cho rằng các dân tộc nhỏ yếu ở các thuộc địa bị đế quốc thống trị phải chịu sự áp bức dân tộc của chủ nghĩa đế quốc và sự áp bức giai cấp của chính giai cấp tư sản bồn quốc, phải đồng thời hoàn thành cuộc cách mạng kép về giai cấp và dân tộc. Vậy làm thế nào các dân tộc nhỏ yếu này có thể hoàn thành được cuộc cách mạng kép? Năm 1919, Lenin chủ trương thành lập quốc tế cộng sản. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức này là thao túng các dân tộc nhỏ yếu ở thuộc địa thành lập các đảng cộng sản. Sau đó, các đảng này sẽ đi đầu đấu tranh giành độc lập và phát động cách mạng cộng sản, dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Hàn Quốc, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Cộng sản Đài Loan, vân vân, lần lượt được thành lập. Chủ trương Đài Loan độc lập là từ đó mà ra. Có ít nhất 5 bằng chứng cho thấy năm đó Đảng Cộng sản Trung Quốc ủng hộ Đài Loan độc lập. Bằng chứng thứ nhất, Đảng Cộng sản Trung Quốc khởi thảo chương trình Đài Loan độc lập đầu tiên. Ngày 12 tháng 12 năm 1927, Bukharin, ủy viên ban chấp hành quốc tế cộng sản, đã chỉ thị cho Đảng cộng sản Nhật Bản giúp thành lập chi bộ quốc gia Đài Loan của Đảng cộng sản Nhật Bản, cũng gọi là Đảng cộng sản Đài Loan, vì lúc đó Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản. Đến năm 1928, khi cảnh sát Nhật Bản tiến hành cuộc đột kích ngày 15 tháng 3 vào Đảng cộng sản Nhật Bản, Đảng cộng sản Nhật Bản chưa kịp chỉ đạo thành lập Đảng cộng sản Đài Loan, nên đã nhờ Đảng cộng sản Trung Quốc hỗ trợ. Sau khi tiếp quản nhiệm vụ, Đảng cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một loạt các công tác chuẩn bị một trong số họ đã chủ trì việc soạn thảo cương lĩnh của Đảng Đài Loan độc lập đầu tiên. Ngày 14 tháng 4 năm 1928, Hội nghị chủ bị thành lập Đảng Cộng sản Đài Loan được tổ chức tại Thượng Hải. Ai dẫn đầu? Hiện có ba thuyết pháp đang được lưu hành. Một là do Bành Vinh, đại biểu Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thuyết pháp khác được cho là do Cù Thu Bạch, Chủ tịch Bộ Chính trị Lâm Thời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cũng có người nói là do nhậm bật thời, Ủy viên Bộ Chính trị Lâm Thời Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. 11 người bao gồm Bành Vinh, Lâm Mộc Thuật và Tạ Thuyết Hồng, người Đài Loan từng được đào tạo tại Đại học Phương Đông Moscow đã tham dự hội nghị. Vào ngày 15 tháng 4, Bành Vinh, Lâm Mộc Thuận, Tạ Tuyết Hồng và những người khác đã chính thức tổ chức cuộc họp thành lập Đảng Cộng sản Đài Loan trên tầng 2 của một studio ảnh trên đường Hà Phi trong khu Tô Giới Pháp ở Thượng Hải. Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Đài Loan được hội nghị thông qua đã minh xác đề xuất nền độc lập dân tộc của Đài Loan, kiến lập nước Cộng hòa Đài Loan. Đảng Cộng sản Đài Loan trở thành đoàn thể chính trị đầu tiên trong lịch sử Đài Loan chủ trương Đài Loan độc lập. Đài Loan được nhượng lại cho Nhật Bản vào năm 1895 sau khi chính quyền nhà Thanh thất bại trong chiến tranh Trung Nhật 1895. Đến năm 1928, Đài Loan vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của Nhật Bản. Khi đó, chính phủ hợp pháp của Trung Quốc là Trung Hoa Dân Quốc, nhưng Đảng Cộng sản Đài Loan không những không đề xuất Đài Loan phải trở về Trung Hoa Dân Quốc, mà chủ trương Đài Loan độc lập của họ cũng được xác lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bằng chứng thứ hai, đề cương hiến pháp nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa ủng hộ Đài Loan độc lập. Ngày 7 tháng 11 năm 1931, khi Nhật Bản xâm chiếm ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc, quốc gia Lâm Nguy Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự hỗ trợ của quốc tế cộng sản đã thành lập quốc gia trong một quốc gia, Cộng hòa Xô Viết Trung Quốc tại Thụy Tiến, Giang Tây, trong lòng lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc. Điều 14 của cái gọi là Đế cương hiến pháp nước Cộng hòa Xô Viết Trung Quốc quy định Chính quyền Xô Viết Trung Quốc công nhận quyền tự quyết dân tộc của các dân tộc thiểu số nội cảnh Trung Quốc, đồng thời luôn công nhận quyền lợi của các nhóm dân tộc nhỏ yếu được thoát ly Trung Quốc và thành lập quốc gia độc lập của riêng mình, người Mông Cổ, người Hồi, người Tây Tạng, người Miêu, Lê, người Cao Lệ và những tộc khác, phàm là cư ngụ trong nội địa Trung Quốc đều hoàn toàn có quyền tự quyết, gia nhập hoặc thoát ly Liên bang Xô Viết Trung Quốc hoặc kiến lập khu tự trị của bản thân. Đề cương này của Hiến pháp không nêu rõ liệu Đài Loan có nằm trong nội cảnh Trung Quốc hay không, nhưng xét theo ý nghĩa ban đầu của điều khoản này, nếu Mông Cổ độc lập, Tân Cương độc lập, Tây Tạng độc lập, tất cả các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc toàn bộ độc lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ủng hộ. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn thừa nhận rằng người dân Đài Loan sinh sống trên đảo Đài Loan khi vẫn còn nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản, có toàn quyền dân tộc tự quyết và có quyền thành lập quốc gia độc lập của riêng mình. Bằng chứng thứ ba, Mao Trạch Đông ủng hộ Đài Loan độc lập. Theo cuốn Sao đỏ chiếu Trung Quốc do nhà báo Mỹ Edgar Snow viết, ngày 16 tháng 7 năm 1936, tại Diên Snow hỏi Mao Trạch Đông, Nhân dân Trung Quốc có muốn thu phục lại toàn bộ lãnh thổ đã mất từ trong tay chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản không? Mao trả lời: Chúng tôi không chỉ phải bảo vệ chủ quyền ở phía Nam vạn lý Trường Thành mà còn phải thu phục lại tất cả các vùng lãnh thổ đã mất. Điều này có nghĩa là Mãn Châu phải được thu hồi lại, nhưng chúng tôi không bao gồm Bắc Triều Tiên là thuộc địa cũ của Trung Quốc. Khi chúng tôi thu hồi lại những lãnh thổ đã mất của Trung Quốc, sau khi thành đạt độc lập nếu người dân Triều Tiên hy vọng thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, chúng tôi sẽ nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của họ, điều tương tự cũng áp dụng cho Đài Loan. Nói cách khác, đối với người dân Đài Loan lúc bấy giờ đang nằm dưới ách thống trị của đế quốc Nhật Bản, chỉ cần họ muốn độc lập thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của họ. Sau khi cuộc kháng chiến chống Nhật kết thúc vào năm 1945, Trung Hoa Dân Quốc đã tiếp quản Đài Loan. Năm 1947, sự kiện 28 tháng 2 nổ ra ở Đài Loan, Nhật báo Giải phóng đăng bài phát biểu ủng hộ Đài Loan độc lập của Mao Trạch Đông vào ngày 8 tháng 3. Bài phát biểu trên đài phát thanh của Mao ở Diên An cho biết, Chúng tôi, Bộ đội Vũ trang do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, hoàn toàn ủng hộ nhân dân Đài Loan trong cuộc đấu tranh chống lại tưởng giới thạch và quốc dân đảng. Chúng tôi tán thành Đài Loan độc lập. Chúng tôi tán thành Đài Loan thành lập một quốc gia theo yêu cầu của riêng mình. Bằng chứng thứ tư, truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tình với việc Đài Loan độc lập. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1945, tờ báo Nhật báo Giải phóng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đăng bài thông điệp chúc mừng của đảng viên Đài Loan và các nước khác tới Đại hội 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó đặc biệt đề cập rằng Đài Loan và các quốc gia khác đã đưa ra thông điệp chúc mừng bao gồm Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ và Myanmar trong thông điệp chúc mừng có đề cập rõ ràng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lâu đã ủng hộ các phong trào độc lập của tất cả các dân tộc ở phương Đông, trong đó bao gồm Đài Loan. Bằng chứng thứ 5, khảo chứng của các học giả danh tiếng. Nhà sử học Đài Loan Sử Minh, các nhà tội phạm học người Mỹ Frank Schell và Lauren R. Sullivan và nhà tội phạm học người Đức Jörg Mehart Drupal đã thu nhập một lượng lớn tài liệu, bằng chứng lịch sử và tiến hành nghiên cứu chính xác về việc thảo luận của Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với vấn đề Đài Loan. Luận án tiến sĩ của Rudolf có tiêu đề Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan 1921-1981, được xuất bản năm 1986. Khi trả lời các câu hỏi liên quan, ông nhấn mạnh vào khoảng năm 1947, quan điểm của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc là Đài Loan nên trở thành một quốc gia độc lập. Hiện tại Đảng Cộng sản Trung Quốc phủ nhận một số điều mà Mao Trạch Đông năm đó đã nói, nhưng bản dịch trung thực của văn bản gốc của Mao vẫn có thể được tìm thấy trong 8 tập Con đường đến quyền lực của Mao, những tác phẩm cách mạng 1912-1949 do nhà hán học người Mỹ Stuart biên tập. Tại sao hồi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cổ vũ Đài Loan độc lập? Theo chương trình Trăm năm chân tướng, thứ nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc dựa trên lý luận cách mạng thuộc địa và độc lập của Lenin và sự chỉ đạo của quốc tế Cộng sản. Hơn nữa, đương thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là một đảng chính trị hợp pháp trong lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc. Một trong những mục tiêu do Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra là không từ thủ đoạn lật đổ quyền lực chính trị hợp pháp của Trung Quốc, Trung Hoa Dân Quốc. Để có thể đạt được mục tiêu này, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dở hết thảy mọi thủ đoạn, bao gồm cả việc kích động tất cả các dân tộc thiểu số trong lãnh thổ của Trung Quốc đòi độc lập. Trong suốt lịch sử một thế kỷ của mình, hết thảy việc làm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là xoay quanh việc tranh đoạt quyền lực, củng cố quyền lực và duy trì quyền lực. Vì lý do này, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể cháo trở bất cứ lúc nào. Trước khi đoạt chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ đi đầu trong việc thành lập quốc gia trong quốc gia, ngay trong lòng Trung Hoa dân quốc mà còn toàn lực ủng hộ Tây Tạng độc lập, Mông Cổ độc lập, Tân Cương độc lập, vân vân, ủng hộ Đảng Cộng sản Đài Loan dưới sự cai trị của Nhật Bản theo đuổi độc lập ủng hộ cái gọi là Đài Loan độc lập mà sau này được Trung Hoa Dân Quốc thu phục. Nhưng sau khi đoạt được chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức trở mặt, kiên quyết phản đối Đài Loan độc lập. Đặc biệt, khi trao vô điều kiện lãnh thổ Trung Quốc tương đương với hơn 40 lần lãnh thổ Đài Loan cho Nga và các nước khác, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành chính đảng bán nước lớn nhất thế giới hiện nay. Nhưng họ vẫn hô to, chống Đài Loan độc lập, tuyên xưng là để bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia. Chương trình trong năm chân tướng kết luận rằng, nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy rõ, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có đúng sai, không có nguyên tắc, không có đê tuyến đạo đức, để đạt được mục đích của mình, hoa ngôn xảo ngữ nào cũng dám nói, việc thương thiên hại lý nào cũng dám làm. Mục tin chuyên đề của DKN xin tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bình luận mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mai anh xin kính chào và hẹn gặp lại.